anh em nha, chào mọi người nha. Hiện tại là đang đợi đơn nha. Rồi, có đơn luôn rồi. Thôi mình đi, lát chia sẻ tiếp. Xin chào anh em, xin chào mọi người, xin chào các bạn đã đến với kênh Dương Mỹ Tâm của tôi. Sau 3 đến 4 tuần, chắc là các anh em cũng tò mò, cũng nhớ tôi lắm đúng không? Tại vì thật ra là sau 2 đến 3 tuần trước, thật sự ra là Nguyễn không có thời gian để mà làm những clip, những cái video để gửi gắm tới anh em cũng như chia sẻ về cái quá trình hoạt động của mình á. Thì hôm nay á là chủ nhật ngày 19 tháng 6 năm 2022 á, thì đang chạy xe ở đường Vĩnh Lộc. Nó sắp mưa rồi. Sài Gòn đang là mùa mưa cho nên ngày thứ 2, thứ 6, thứ 7 chủ nhật đó theo dự tính là nó sẽ mưa thường xuyên. Còn những ngày trong tuần thứ 2 tới thứ 5 là nó sẽ không còn mưa nữa. Tại vì hiện tại ở Sài Gòn nó đang là mùa mưa. Và Nguyễn cũng hủy có chuyến xe đi về Tân Kỳ, Tân Quý, từ Vĩnh Lộc về Tân Kỳ, Tân Quý nhưng mà cũng hủy. Tại vì ở cái trung tâm nó đang mưa, mặc dù là cái địa điểm khách tới đó nó rất là thuận lợi để cho mình di chuyển về đó. Nhưng mà nó lại trùng khớp ngay cái thời gian mà mình sắp nghỉ. Cái thời gian mà mình sắp nghỉ giữa giờ xem như là giống như là làm liên tục 4 đến 5 tiếng là bắt đầu mình sẽ có một cái khoảng thời gian để mình nghỉ khỏe. Thì nó cũng ngay cái lúc đó. Cho nên mình cũng có mình suy nghĩ tới mình suy nghĩ lui cho nên mình phải hủy để có cái thời gian mình nghỉ ngơi. Để ra những cái clip cho anh em. Chứ tại sao mình phải làm? Trong khi đó ở Vĩnh Lộc hướng về ở những cái quận khác như là Phú Nhuận hay là quận 2 hay là những cái hướng đó thì trời đang rất là mưa, mưa rất là to. Bên cạnh đó hướng về phía xã Phạm Văn Hai của Vĩnh Lộc hoặc là hướng về các phía về Long An nó không có mưa. Nhưng mà công việc nó vẫn có thể trôi chảy được thì cỡ làm sao mình phải chọn vào trong cái trung tâm mưa như vậy. Đúng không? Và lại hôm nay cũng là chủ nhật cho nên một công rất là nhiều việc. Nguyễn cũng khá bận cho nên một công cũng đôi việc, mình hủy, mình lựa chọn một quán cà phê vừa nghỉ ngơi, vừa tiếp năng lượng và vừa chia sẻ với các anh em những cái kiến thức, những cái mà các anh em đặt câu hỏi của mình trong những cái tuần vừa qua mình không làm video. Thì bây giờ mình bắt đầu từ đâu? Bây giờ là mình sẽ bắt đầu một cái quan trọng nhất trước khi là mình vào vấn đề. Thì bây giờ là bây giờ đang mưa rồi nha. Bây giờ là ở đây đang mưa nè, ở Vĩnh Lộc đang mưa rồi. Nhưng mà có một vài nơi nó không có mưa. Thì sau những cái cuộc chia sẻ giống vậy này mình sẽ tìm cái nơi mình làm việc khác. Nhưng mà hôm nay là chủ nhật, mức thưởng của nó sẽ khác. Và mình chắc chắn rằng lát nữa mình cũng sẽ đạt được mức 1 là 1 trong 2. Cho nên thời gian nó cũng hơi là thoải mái. Rồi, mình tranh thủ đi vào vấn đề luôn nè. Có rất là nhiều anh em tài xế cũng tò mò. Có rất nhiều anh em tài xế cũng đang rất là tò mò, cũng như là mọi người họ chưa hiểu, họ tò mò. Thì bây giờ mình làm một phép toán nè. Mình làm một phép toán thu nhập của tài xế bao nhiêu. Ok, mình làm một phép toán để cho mọi người và tất cả những ai chưa biết về Grab, cũng chưa có là đối tác tài xế thì người ta cũng có một cái thông tin để tham khảo. Thì bây giờ mình bắt đầu thu nhập là bao nhiêu. Bình quân các anh em chạy một ngày á là các anh em sẽ đạt tối thiểu là 1-2 nha. Lấy ra tối thiểu nó là 1-1. Nhưng mà trong cái dịch vụ nó có rất là nhiều cái dịch vụ, tùy theo tài xế mới cũ mà nó sẽ có những cái cách chạy, cái phương pháp chạy nó khác nhau. Nhưng mà mình chỉ lấy là cái mà mình làm được thì mình mới nói, cái mình tận mắt thấy thì mình mới nói. Và cái thu nhập hiện tại đó nó được phải nói là rộng rãi cho những anh em tài xế cũ. Thì bây giờ mình lấy một cái thu nhập thực tế để cho các anh em mình tham khảo để biết là cái thu nhập của Grab là bao nhiêu trên một đối tác tài xế. Thì bình quân trong Grab nó có nhiều cái chính sách, nó có nhiều cái chính sách thưởng được áp dụng cho các anh em mới và cũ tùy theo nhóm. Thì bây giờ mình là tài xế cũ chạy năm 2017. Bây giờ trong Grab nó có bốn mức thưởng, là mức gồm một mức 1, 2, 3 và 4. Bình quân các anh em chạy chuyên nghiệp đó nha, thì thường sẽ đạt được mức 2, dao động mức 2 và mức 3. Mức 2 tổng thưởng nó là 160.000, mức 3 là 240. Nhưng tại vì hôm nay mình chia sẻ một cái thông tin tổng quát cho nên mình luôn luôn lấy một cái ngưỡng trung bình để chia sẻ cho anh em, chứ mình không có lấy chi tiết, tại vì vào chi tiết nó rất là nhiều vấn đề nữa. Thì bây giờ mình lấy cái ngưỡng trung bình 160. Nếu như các anh em làm kiên trì một ngày 160
thì anh em lấy 160.000 nhân cho 3. 160.000 nhân cho 3. Tại vì 160.000 nhân cho 10 thì nó là 1.600.000. 1.600.000, 1.600.000 nhân cho 3 thì có phải là 4.800.000 không? 4.800.000 đó là tiền thưởng. Nó tương ứng với lại tiền lương khi các anh em làm công ty. Khi mà các anh em làm công ty á thì là cái tiền thưởng này này nó được tính ngang ngửa với lại cái tiền thu, cái tiền lương, tại vì anh em mình là đối tác. Đối tác mình phải hiểu đối tác là nó sẽ liên quan thu nhập. Thu nhập nó khác với tiền lương. Tiền lương là các anh em làm một nơi nào đó bị lệ thuộc và lấy lương tháng. Còn đây là thu nhập, là có nghĩa anh em mình chỉ là hợp tác. Làm nhiều thì hưởng nhiều theo doanh thu, không làm thì không có thưởng. Và thu nhập đó chia đều cho tất cả các anh em. Cho nên cái mức bình quân nhất, nếu như các anh em làm trọn 8 đến 10 tiếng một ngày thì nó sẽ đạt được mức thưởng, mức 2, đó là 160. Đó là mức trung bình. 160 mà nhân cho 2 thì là 3.2 triệu. 3.2 triệu mà 1.600.000 này mà nhân cho 1 tháng gồm 30 ngày thì nó là 4.800.000. Đó là cố định nha. Rồi, 4.800.000 này đó là đạt mức thưởng của công ty. Nó sẽ trả cho các anh em vào ngày hôm sau. Và công ty không giữ. Là tổng cộng mình đã có 4.800.000. Mình đã có 4.800.000 rồi đúng không? Ok. Trong app của các anh em tối thiểu, nếu mà đạt được 1-2 thì trong app các anh em tối thiểu doanh thu nó phải là 3, dao động 300 đến 450. 300.000 đến 450.000. Đúng không? Bây giờ mình lấy cái mức trung bình là 300.000 thôi. Mình không có lấy 400.000, mình chỉ lấy 300.000 mức, đó là mức trung bình thôi nha, tại vì tối thiểu là 300.000. 300.000 các anh em nhân cho 10 có phải là 3 triệu. 3 triệu các anh em nhân cho 30 ngày, tại 1 tháng là 30 ngày, có phải là 9 triệu chưa? Mình chỉ lấy mức trung bình thôi nha, mình không có lấy nó cao quá, cũng không có lấy thấp quá. Tại vì tùy theo anh em, mỗi cái anh em có mỗi cái phương pháp nó khác nhau, mỗi cái anh em có mỗi cái khung giờ làm việc nó khác nhau. Và cái app, tùy thuộc vào cái app của anh em nữa, đó là app mới hay app cũ thì nó là khác nhau. Mình chỉ lấy cái ngưỡng trung bình, đó là 300.000 trong doanh thu nhân cho 30 ngày thì là 9 triệu. 9 triệu các anh em cộng cho 4.800.000 thì là bao nhiêu? Có phải doanh thu là 13.800.000. 13.800.000 chưa trừ chi phí. Đúng không? Vậy là tổng cộng là 13.800.000 trên tháng. Đúng không? Thì suy ra 1 năm 13.800.000. Suy ra 1 năm gồm 12 tháng. Lấy 13.800.000 nhân cho 12 thì nó là bao nhiêu? Bây giờ nếu như nhân cho 10 thì nó là 130. Nếu mà nhân cho 10 thì là 130 triệu. Tại ra bình quân là 1 năm doanh thu của các anh em là 130 triệu đúng không? Khi các anh em làm 9 triệu thì nó sẽ đã có thuế thu nhập cá nhân rồi. Thuế thu nhập cá nhân nó được áp dụng trên doanh thu thực nhận của anh em sau khi trừ chi phí 20% và thuế VAT. Nghĩa là 100.000, các anh em mất 30 mấy ngàn. Trong đó có thuế, trong đó có cái phí sử dụng, ứng dụng 20% và 10% VAT. Còn lại 70 mấy phần trăm đó các anh em phải chịu thêm một cái mức thuế cuối năm. Nếu như đạt doanh thu trên 100 triệu là 1,5% thuế thu nhập cá nhân được tính theo năm. Thay vì các anh em làm công ăn lương, hoặc là làm công ty, hoặc làm công nhân, hoặc làm doanh nghiệp, miễn là công ty thì các anh em sẽ được hưởng lương tháng 13. Sẽ được hưởng lương tháng 13. Ngược lại khi làm đối tác tài xế, những việc khác mình chưa xét tới, mình đang là tài xế cho nên mình chỉ nói về tài xế. Ngược lại tài xế bỏ nhiều thời gian ra để mà mình làm việc thì mình phải mất thêm một cái khoản gọi là tháng 13. Nhưng mình không phải nhận, ngược lại mình phải nạp vào. Grab sẽ chịu trách nhiệm truy thu để nạp vào kho bạc nhà nước. Nếu như ca này là cực. Đó, thì mình đã chia sẻ rồi, thu nhập có thể đoán được của một tài xế nó là bao nhiêu. Còn nếu như các anh em nào làm suốt nguyên cả ngày không được 400 đến 500 ngàn, comment phía bên dưới đi, mình sẽ trả gấp đôi số tiền của anh em ngày hôm đó mà chạy được.
Tại vì cái thứ nhất có nhiều anh em họ mới, có nhiều anh em cũ mà làm chưa có đúng cách, hoặc có thể là các anh em mình không có kiên trì, cho nên thu nhập của các anh em mình nó bị giảm. Có người cũ thì nói là cái chính sách trả thưởng cho người mới tốt hơn người mới, thì họ lại bảo cái chính sách của người cũ lại tốt hơn. Thì vậy cái nào tốt hơn cái nào? Không có cái nào tốt hơn cái nào cả. Quan trọng phải hiểu. Muốn hiểu thì mình phải hành động, mình phải thử, kiên trì, thì mình tìm ra cái mẫu số chung để cho mình có công việc nó thuận lợi hơn. Thì bây giờ tổng kết lại là một tháng của anh em của mình trung bình là 13.800.000. Nếu với điều kiện là các anh em làm đủ 10 đến 12 tiếng. Đó là điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện thứ hai là các anh em phải làm liên tục, kể cả ngày thứ bảy chủ nhật. Nếu các anh em làm không liên tục thì app của anh em nó sẽ không có được tốt, nó không có đều. Tại vì công ty nó sẽ không biết các anh em làm giờ nào và làm cái gì và muốn như thế nào, thì nó khó có cái sự cái điều động nó tốt nhất. Rồi, đó là hai cái điều kiện tối thiểu. Cái điều kiện thứ ba là xe cộng điện thoại. Xe thì các anh em phải chọn một cái chiếc xe tùy theo cái điều kiện của anh em, tùy theo những cái tài sản nó vốn có, thì cái xe mình chạy và theo dõi nó, mình phải kiểm tra xe để cho nó bền, chịu đựng trong suốt một ngày và những ngày còn lại mà liên tục như vậy thì vấn đề nó mới không xảy ra, thì công việc nó không có gián đoạn. Điện thoại thì phải dùng một cái điện thoại pin nó cao hơn một tí, không cần nét. Thậm chí là tài xế nào cũng có ít nhất 2 đến 3 cái điện thoại hết á. Tại vì trong cái lúc chờ đơn rảnh rỗi thì người ta có thể là tìm một cái niềm vui nào đó. Đó, thì đó là ba cái điều kiện quan trọng nhất. Còn cái phương pháp hay là cách chạy, đôi khi các anh em mình chưa có nắm, nhưng mà không sao, yên tâm. Tại vì công ty nó sẽ làm cái điều đó cho các anh em. Nó sẽ làm liên tục, làm anh em mình cuốn vào công việc, trừ khi là các anh em mình tắt máy. Hoặc là các anh em mình chưa có kinh nghiệm cho nên chọn những cái cuốc xe nó không có được hợp lý, cho nên mình bị bào mòn sức, bào mòn thời gian, gặp nhiều cái rủi ro, cho nên mình mất nhiều cái thời gian để xử lý, cho nên nó không có đạt hiệu quả cao. Đó là lý do tại sao các anh em thay thang hay này kia. Rồi, đó là cái thu nhập. Bây giờ các anh em đã biết cái thu nhập của tài xế, có thể đoán được rồi đó. Rồi, bây giờ mình nói tới cái chủ đề xăng. Xăng hiện tại nó là 32.900 đồng. Nó rất là cao so với cái số tiền mà các anh em nhận lại. Nhưng mà đó không phải là vấn đề, tại vì vấn đề nó không nằm ở xăng. Tại vì mình dám cam kết các anh em mình, nhờ vậy các anh em mình mới có nhiều cơ hội hơn. Tại vì sao? Các anh em hãy nhìn ngoài đường đi, cũng còn rất là nhiều các anh em tài xế vẫn làm. Dù xăng nó có tăng lên bao nhiêu đi nữa thì các anh em cũng không bỏ. Tại vì các anh em hiểu được cái quy trình vận hành của công ty, hiểu được mình cần làm gì. Và nhờ xăng nó cao cho nên nhiều cái đối tác tài xế họ còn mới, họ trụ không lại, cho nên họ cũng đã từ bỏ. Cho nên đó là cơ hội cho những ai chưa biết hoặc ai muốn tìm hiểu về đó, có thể cố gắng phát huy. Tại vì khách hàng thì nó vẫn còn ở đó, nơi nào thì cũng có khách hàng cả. Còn muốn cái mẹo nhận khách như thế nào, phát cuốn như thế nào, các anh em cứ comment, inbox hay bình luận ở dưới, mình chia sẻ cụ thể hơn. Chứ mình không thể nào nói chi tiết từng vị trí được, kể cả Bình Dương, Đồng Nai hay là bất cứ những cái nơi nào ở Sài Gòn. Tùy theo cái dịch vụ của anh em đang sở hữu trên cái ứng dụng của mình nữa, thì nó sẽ có những cái cách làm việc nó khác nhau. Đó, mình nói xăng, cho nên xăng nó chỉ là một cái cớ để cho mình than vãn với khách hàng để mà nó có thêm tiền tích thôi. Còn nếu mà khách không cho thì thôi, đâu có sao đâu, đâu ảnh hưởng gì. Khách này không cho thì khách khác sẽ cho, và người này không cho thì mình có thể chạy những cúp xe ngoài. Mình chỉ cần 5 đến 6 cúp xe ngoài là ok rồi, là có nghĩa là mình đã bảo đảm được doanh thu 300.000 một ngày rồi. Đó là cúp ngoài mà không bị đóng thuế. Nhưng mà các anh em đừng có tưởng làm vậy công ty không biết, nó vẫn biết chứ không phải là không biết. Ngược lại cái thu nhập của anh em sẽ bị giảm trong cái ứng dụng. Nhưng cái nếu mà anh em mình họ có kinh nghiệm hơn, họ đã rành hơn rồi đó, thì trong quá trình các anh em chạy đó vẫn có thể nhận được khách ngoài. Đó là như cái dịch vụ phút của mắt. Thì khi đó là khách hàng họ sẽ sẵn sàng chờ đợi anh em. Thì nếu như có khách ngoài các em đi, tại vì trong cái quá trình đó là em đang giao đơn rồi, cho nên không nhận khách mới trong ứng dụng được nữa, mà chỉ có thể nhận khách ngoài nếu như là cái trường hợp khách đó họ cùng có tiến đường. Và các em không mất quá nhiều thời gian, chứ đừng có chọn cuốc xa quá. Thì ít nhất chứ ít ra là những người đó họ sẽ tiếp thêm cho anh em mình, giá là ok rồi, một công nhiều việc. Rồi, hồi nãy mình nói tới hai vấn đề. Một là thu nhập của tài xế bao nhiêu,
chạy chuyên, hai là vấn đề xăng. Bây giờ mình sẽ đi qua vấn đề thứ ba, đó là làm bán thời gian, là full time. Bán thời gian gọi là free time, về tiếng Anh free time thì mình không biết. Thì cách đây 3 tuần, các anh em biết mình đang ở Đà Nẵng mà, đang chạy ở Đà Nẵng 1 tuần. Thì sau khi vào Sài Gòn thì trước đó là mình đã trả phòng ở Sài Gòn rồi, mình muốn vô mình vào một cái đường cùng, với lại là nhân tiện đây mình cũng có một cái sự thay đổi. Cho nên mình trả phòng và có một cái quyết định là trả phòng, mình về Quảng Ngãi 1 tuần, mình chạy ở đó. Sau đó mình ra Đà Nẵng 1 tuần, mình chạy ở đó. Cái tuần mà mình còn ở Đà Nẵng đó là vào cái doanh thu vào ngày 23 đến 29 tháng 5 là mình vẫn chạy ở Đà Nẵng. Và khi đó tới ngày 30 tháng 5 á là mình đã vào được Sài Gòn rồi, nhưng mà phòng đã trả rồi thì bây giờ ở đâu? Ở khách sạn chứ ở đâu? Thì khi đó mình tạm thời ở khách sạn, nhưng mà công việc vẫn ổn. Tại vì hồi nãy cái quay lại cái đầu tiên đó là mình nói với anh em thu nhập của Grab đó, mình biết là mình phải ở khách sạn, cho nên mình sẽ làm theo cái cách mà để ở khách sạn nó nhiều giờ hơn và những cái mẹo tốt hơn. Đó là mình tối thiểu đạt mức 2 áp bình quân là phải 400-500 ngàn thì mình mới có chi phí trang trải. Khi mà mình ở khách sạn một thời gian như vậy, mình ở bình quân cho tới là ngày thứ ba là bắt đầu là mình hơi mệt rồi, tại vì tối mình về mình đâu có ngủ liền. Nếu mà ngủ liền thì nó sẽ rất là khỏe, nhưng nếu mà ngủ liền vậy thì nó là uổng phí những cái thời gian trước đó mà mình trả phòng hoặc là mình làm những cái gì đó trước đó một vài năm trước nữa. Cho nên mình vẫn thức để làm việc đến 9-10 giờ mình dậy, tranh thủ mình cũng phải đi làm liên tục, thì khi đó sức khỏe nó cũng kiệt quệ một tí vì thiếu ngủ. Cho nên mình cũng có đi stress, ở Bình Thuận cũng có làm video cho các anh em là rap xuyên Việt đó, thì stress gặp bạn bè với đó, rồi mình cũng có được cái giấc ngủ ngon ở tại Bình Thuận. Rồi khi đó là mình lên Vũng Tàu vào ngày 5 tháng 5, rồi mình lên Sài Gòn và tiếp tục. Chiều ngày 5 tháng 5 hôm đó là mình rất là mệt, công việc thì vẫn ổn định, mình rất là mệt. Thì khi đó là mình lên Chợ Tốt, mình tìm ngay cái phòng đó là ở Tân Hòa Đông. May đâu là mình tìm được một cái phòng 1.3 triệu cũng ok và cũng may mắn thôi. Gặp được mọi người chủ họ cũng dễ thương, cũng cùng quê, cũng ok. Thì mình cũng thuê phòng, nhưng mà mọi chuyện nó ập tới rất là nhanh. Thì khi mình ở đó được một thời gian cỡ vài ngày thôi chứ cũng không được nhiều, thì mình đang nghĩ là làm sao để nhập vai được vào trong một công việc nào đó, rồi mình tiến hành làm bán thời gian để cho có những cái video chất lượng đến cho anh em thực tế nhất về công việc bán thời gian, chạy đáp bán thời gian nó là thế nào. Thì có ông anh gọi điện cho mình nhờ làm 2 tuần ở văn phòng, nhưng mà mình nhận lời làm 1 tháng rồi. Cho nên cũng nhờ cái thời gian đó cho nên mình cũng có cố gắng để nhập mình vào một cái người làm bán thời gian trong Grab nó như thế nào. Thì như thế này, mình cũng làm giờ hành chính văn phòng từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều là giờ hành chính, là riêng mình cũng phải làm liên tục như vậy. Và biết một cái quá trình nó liên tục như vậy thì nếu như là người bình thường hoặc là không có sự thích nghi tốt chắc chắn có thể là sẽ bức. Nhưng mà tại vì á là mình cũng có được một xíu gọi là kỹ năng, cho nên mình có biết những cái này trong cái dự đoán của mình, rồi mình dùng phương pháp. Nếu các bạn muốn biết phương pháp đó thì mình sẽ chia sẻ ngay đây luôn, cũng không sao hết. Phương pháp đó gọi là ngắn chặn, nhớ ngắn chặn. Phương pháp đó gọi là ngắn chặn của web 5 ngày mà mình vô tình được nghe vào một thời gian trước. Cũng thêm vào đó, nó cũng có một cái cuốn sách nó cũng hỗ trợ cho cái phương pháp đó là quản gánh lo mà bữa sống, rất là hay. Trong đó nó có những cái phương pháp như vậy, có điều kiện để cho mình áp dụng và mình thử nghiệm cái phương pháp đó nó như thế nào, nhưng mà nó cũng rất là tốt nha. Ngắn chặn là gì? Là có nghĩa là bạn phải tập trung vào một việc nào đó trong kế hoạch. Thì trong thời gian mà mình tập trung vào một việc nào đó, mình phải chia thời gian ra cho nó điều độ, chặn tất cả những cái tác nhân hoặc là những sự ảnh hưởng từ bên ngoài, nó ảnh hưởng tới cái tâm trí của mình, nó ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của mình trong một thời gian ngắn mà bạn đã quy định, để bạn tập trung làm tốt nhất một việc nào đó trong kế hoạch. Phải chia thời gian ra, và cái thời gian của mình chia ra cùng lúc 3 công việc,
vừa làm văn phòng, tối là phải chạy rác, và rảnh rỗi là mình tranh thủ để làm những cái YouTube như thế này cho anh em. Nhưng thực tế anh em biết là một cái quá trình như vậy là nó không hề dễ, vừa làm vừa đăng tải vừa chỉnh sửa, nó rất là nhiều thứ mình không thể nào mà làm ngay được, cho nên cũng có những cái sai sót, thì cũng như là bài học của mình thôi. Thì các anh em cũng hoan hỷ, nhưng cái thành công của mình ở đây là mục tiêu của mình nó đã đi đến một nửa rồi. Tại vì mục tiêu của mình đặt ra một tháng kiên trì làm văn phòng và chạy bán thời gian để xem cái thu nhập nó như thế nào, để chứng minh cho các anh em thấy nó thực tế hơn, nó cụ thể hơn, để cho các em mình có những cái lựa chọn nó tốt hơn trong cái quá trình mình tìm hiểu về cái nghề ráp này, hoặc là một cái vấn đề nào đó, hoặc là một cái lựa chọn, một cái quyết định nào đó nó cụ thể hơn. Trước khi mình làm cái gì cũng vậy, mình cũng phải tìm hiểu xem thử mình có thích nó hay không, mình có phù hợp hay không, rồi mình có khả năng để đạt được hay không, mình có khả năng để làm việc đó hay không. Thì khi đó các anh em mình sẽ tiện lợi hơn, sức khỏe của mình ổn định hơn, thì mình có thể đi lâu dài được. Thì mình làm một tuần như vậy, hai tuần như vậy, thậm chí là về nhà tắm đêm sáng cũng phải tắm, cho nên người nó muốn cảm luôn, và mình cạo gió nó ra đầy luôn. Nhưng mà mình vẫn phải cố gắng, mình áp dụng cái phương pháp ngắn chặn như vậy, chia thời gian ra từng việc cụ thể, giờ nào việc nấy, không có xen lộn lẫn với nhau. Tại vì khi đó mình xen lộn như vậy, thứ nhất là mình bị mất tập trung, thứ hai là mình không thể nào có một cái sức khỏe để mình kiếm một cái ngày dài như vậy. Cái thứ ba là mình sẽ bị sao lãng và cơ thể nó sẽ nhanh mệt hơn, nếu như mà mình không có một cái kế hoạch nó cụ thể, nó rõ ràng đó. Thì mình đi được hết một hai tuần thì nó cũng là một cái thành công rồi. Trên đây là những cái thu nhập mà sau khi mà mình áp dụng là 8 tiếng làm giờ hành chính, còn phần còn thời gian còn lại vào buổi ban đêm thì mình sẽ chạy giờ đáp bán thời gian, và thứ bảy chủ nhật mình chạy, hoặc là rảnh rỗi mình dành một ít thời gian để mình nghỉ ngơi ăn uống. Và nói cho các bạn biết rằng là dù như thế nào, dù công việc nó ra sao, dù hoàn cảnh ngày mai như thế nào, hoặc là bất cứ cái gì nó sẽ đến với mình không có biết, nhưng chí ít vào mỗi buổi sáng, dù bận rộn đến đâu mình cũng làm cho mình một ly cà phê. Và đó là cái thói quen từ nào giờ rồi, thói quen rất là lâu rồi, để nó có những cái cuộn cảm hứng, với lại là một cái sự thích thú, một sự hứng phấn để mình bắt đầu một ngày mới. Cái quá trình để bắt đầu một cái gì đó là cái khoảnh khắc mà đầu tiên, cái khoảnh khắc mà kiểu như là nó mới dậy, nó rất là quan trọng. Cho nên mình cần phải tìm một cái gì đó gọi là sự thích thú, cái niềm vui hay là gì đó, để cho mình có cái động lực, có cái sức mạnh. Rồi tới trưa mình cũng có uống một que. Trời nó đang mưa to lắm, cho nên cái nó cũng nằm trong kế hoạch thôi. Mình dự tính đôi khi nó cũng hợp lý ha. Tại vì mình không thể nào thay đổi cả thế giới, Nhưng mà đấy là cũng là một cái, phải nói là cái kinh nghiệm á, không phải đùa được đâu, cũng phải qua quá trình thời gian cũng rèn luyện. Tại vì ngày trước tôi cũng như các anh em, tôi cũng như các bạn, tôi cũng như các anh em mới bây giờ thôi. Chạy một tuần nó chỉ có 1,5 triệu thôi, nhưng mà lúc đó là chạy khuya, mình còn ngại, mình còn sợ. Nhưng khi đó tôi vẫn gặp rất là nhiều vấn đề nặng nề hơn anh em mình nhiều. Điện thoại không có, xe cũng gốc, chỉ chạy được ban đêm, có khách là mình rất là mừng. Nhưng mà doanh thu của mỗi tuần nó chỉ có 1,5 triệu thôi vào năm 2017-2018 rồi. Và cũng qua một cái thời gian cũng chịu đựng rất là nhiều thứ, cho nên nó mới được ngày hôm nay. Và các anh em mình cũng vậy thôi. Thì cái thu nhập thì hồi nãy đưa lên cho các anh em mình coi đó, để các anh em mình biết rằng bán thời gian là nó như thế nào. Mà thật sự là các anh em biết cái đặc thù của cái nghề này á, là áo quần đi ngoài đường trời nắng trời đồ nó sẽ dơ. Mà sáng hôm sau các anh em khi mà làm giờ hành chính văn phòng rồi thì nó là phải có một cái con người nó thay đổi rất là mau, rất là nhanh. Vừa ngồi trong máy lạnh thì các anh em phải sạch sẽ, phải thơm tho, không có được hôi, không có được bừa bãi nữa. Tại làm trong môi trường tập thể mà mình sẽ bị tập thể, mình đâu có thể nào mà vậy đâu. Mà tối rồi thì khi các em tan ca, thì khi đang mặc áo đồ sơ mi trắng giống vậy rồi, các em phải thay đồ giống vậy để mà chạy nữa, thì nó mất đi một cái giai đoạn, nó mất đi một cái khoảng thời gian phải nói là mình để mình thay đổi nhanh để thích nghi liền, thì nó đúng là nó rất là bất tiện. Nhưng mà các em yên tâm, thu nhập nó vẫn không thay đổi. Tại vì vốn dĩ ra thu nhập của lương văn phòng nó 6 triệu tháng,
cộng với cái thu nhập mà mình chạy bán thời gian. Đôi khi chỉ cần 2 tiếng rưỡi nếu như mình có một công việc khác, đôi khi 2 tiếng rưỡi là mình đã 4 tiếng rưỡi, 4 tiếng là mình đã có được 250 đến 300 ngàn rồi. Mà mình gửi xe trong những cái tòa nhà như vậy nó tính theo giờ chứ nó không có tính theo ngày, bạn hiểu không? 18 ngàn một ngày. Nhưng mà đó cũng không phải là cái khó khăn. Cái quan trọng ở đây là phải nhớ cái công thức là cuộc đời trao đảo ta phải làm sao tập trung sứ mệnh, chinh phục mục tiêu hạnh phúc để thành công. Và mục tiêu là gì? Mình xem cái công việc văn phòng, mình xem cái công việc nào đó nó cũng như một chuyến đi du lịch, nhưng mà phải có thời gian nha, ngắn thôi, đừng dài quá. Khi có những cái sự cố nó xảy ra thì mình phải nhớ là cuộc đời trao đảo ta phải làm sao tập trung sứ mệnh, chinh phục mục tiêu hạnh phúc để thành công. Tôi Nguyễn Thanh Nguyễn, mục tiêu là hoàn thành chuyến đi du lịch trong vòng một tháng, từ ngày nào tới ngày nào đó. Sứ mệnh là đem lại hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội, để mình cố gắng mình vượt qua. Thì thấy nó cũng, tuy là nó cũng có thu nhập ok, nhưng cái điều là các anh em mà làm như vậy là rất là mệt, không có thời gian cho gia đình, cho bạn bè, không có thời gian để làm việc gì hết. Tại các anh em phải làm việc liên tục như vậy, và mình đã tụ đây, mình cũng liên tục như vậy cho tới lúc này là đã được 3 tuần rồi. Cho nên đó là lý do tại sao ở trên những cái kênh YouTube này nè, mình không thể nào có những cái video cho các anh em mình mới mẻ hơn. Nhưng để vì cái mục tiêu cho cái YouTube nó sớm đạt được một cái hiệu quả tối đa nhất mà không ảnh hưởng đến cái cuộc sống hiện tại của mình, thì mình cũng cố gắng tạo ra những clip để cho nó tăng cái độ tương tác kênh. Và đương nhiên nó có hiệu quả, nó cũng có hiệu quả, chứ mình không thể bỏ được. Đó là một trong những cái cách mà mình cũng không phải là vì anh em, không phải vì mọi người, mà mình chỉ vì chính bản thân của mình thôi. Mình tốt hơn ngày hôm qua một tí, đó là vui rồi. Mình nỗ lực như vậy tại vì mình nhớ có một cái câu như thế này: thà mình chịu khổ vài năm còn hơn lận đận cả đời. Thà chịu khổ vài năm còn hơn lận đận cả đời. Nói thiệt với các anh em, tất cả các anh em đại xế của mình luôn, đúng là hơi phàn nàn về những cái người họ là khách hàng dân văn phòng, đúng không? Tại vì cái sự thụ động của họ, sự trễ nải thời gian của họ, sự chờ đợi của tài xế rất là khó chịu, mà anh em mà chạy thưởng. Và lương thì rất là thấp, mình nói thật luôn, lương rất là thấp. Tại vì năm 2016, 2015 mình cũng đã làm văn phòng, lương đâu cao đâu, đúng không? Thử việc có 3.8 triệu, làm chính thức chỉ có 4.2 triệu thôi, không có nhiều, đúng không? Mà giấy tờ rườm rà tùm lum hết. Mà mình trong thâm tâm mình thì mình cũng ghét, cũng có nhiều người nói thật sự là mình không làm được tại vì nó không thích hợp với mình. Nhưng mà các bạn thấy đúng không? Ghét của nào tại cao của đó. 2 giờ sáng có một người anh gọi cho mình, đang mơ mơ màng màng, mình đồng ý ngay. Tại vì á, khi không có việc gì nó tới với mình thì thôi, nhưng mà nó đã tới rồi á, vì sĩ diện, vì niềm phấn khởi, cái gì mình cũng ừ và ok hết. Nhưng mà nó cũng là một cái vui, nó cũng là một cái góp phần cho mình có thể là thay đổi mãnh liệt hơn, không có bị trì hoãn liên tục. Và mình luôn luôn là thích cái sự bận rộn. Còn có những người họ hay nói với mình đó là, ví dụ như gia đình mình đi, họ nói với mình làm cái nghề này thì nó hay bệnh hay tật hay này kia hay ABC, XYZ gì đó. Nhưng bây giờ cũng dám nói các bạn, trên đời này có một cái nghề nào mà không lao động mà nó có thể tạo ra tiền không? Chắc chắn là không. Có một cái nghề nào mà bạn làm sau này nó không đem lại cái tác hại gì cho bạn không? Cũng không, đúng không? Cho nên các bạn đừng nghe những cái lời đó, nghe thì nghe nhưng mà đừng để bụng cái lời đó. Tại vì á, các bạn phải nhớ rằng các bạn còn trẻ, các bạn còn khỏe, từng cái giai đoạn của mỗi người, từng cái hoàn cảnh của mỗi người, mà có mỗi cái công việc nó khác nhau, có mỗi cái diễn biến nó cũng khác nhau, và có những cái điều nó xảy đến với mình nó cũng khác nhau luôn. Mình phải tận hưởng, cái để nó qua đi rồi là nó rất là khó. Tại vì họ than, họ nói với bạn những cái điều đó nghĩa rằng không phải là bạn sẽ thất bại hay bạn sẽ ABC gì đó, và họ đang nói về cái thất bại của họ, nhưng chưa chắc đó là thất bại của bạn. Thì mình có làm mình mới cảm nhận được. Mình quá sợ hãi cho nên mình trì hoãn. Cho bây giờ đặt ra một cái vấn đề, ví dụ bây giờ mình mất hết tất cả thì vốn dĩ mình cũng có cái gì đâu để mất, cũng quay về số không mình đi lên thôi, đúng không? Rồi cho bây giờ mình có vướng bận gì nữa đâu. Tuy là mình không có giàu có gì, nhưng ít nhất ngày 3 gói mì chuyện bình thường. Có nhiều thì mình ăn nhiều hơn một tí, còn không có thì mình ăn ít lại một xíu. Hả?
Vậy công việc này nó phù hợp với ai? Phù hợp với tất cả mọi người, phù hợp với tất cả cái ai muốn làm. Đó, ví dụ như trời mưa đến giờ mình vô mình nghỉ hoặc không ai nói, không ai chắc được, không làm thì không có thu nhập thôi. Chứ ngày xưa mình làm quán nhậu cũng vậy, mình cũng đâu có đòi hỏi lương hay gì đâu, mình cũng không biết là lương hướng như thế nào. Mình chỉ biết là làm có ăn là được, để mình duy trì, đi học. Rồi, và sau vài tháng như vậy, sau 3 tháng thì người ta trả cho mình 1,5 triệu một tháng, chạy ra một buổi chỉ có 50 ngàn thôi, nhưng mình vẫn vui vẻ. Và mình vẫn học được, đâu có gì đâu, nó đâu là cái vấn đề gì. Ở ngoài kia, ở ngoài xã hội kia, nó có rất là nhiều cái sự lựa chọn cho mình. Không phải nhất thiết là một cái việc này hay là một việc cụ thể nào đó. Quan trọng là mình thấy vui, mình thấy hưng phấn, mình thấy là mỗi ngày mình đều muốn dậy để làm một cái việc gì đó. Thì đó là một cái niềm vui, một cái sở thích. Đó, còn nhiều cái vấn đề khác nữa. Nhưng mà mình chỉ dừng tới đây để cho nó có một cái video cho các anh em mình dễ hình dung hơn thôi. Chứ còn mình còn nhiều cái việc khác nữa. Thì các em muốn biết cái gì cứ comment, inbox phía dưới, mình sẽ giải đáp riêng qua Zalo cho các anh em mình. Mục đích của mình làm là chẳng qua là mình chia sẻ những cái gì mà mình tin rằng nó bổ ích đối với các anh em mình, để có những cái lựa chọn nó đúng đắn hơn, sáng suốt hơn. Còn làm gì thì làm sau 2 tuần nữa, khi mà mình hoàn thành cái mục tiêu của mình rồi thì mình sẽ có nhiều cái thời gian cho các anh em mình nhiều hơn. Mình làm việc gì cũng vậy, luôn luôn đặt mình vào cái trạng thái của công việc đó hoặc là cái trường hợp đó để mình cảm nhận. Thì khi đó mình mới đủ cái tâm lý, mình mới đủ cái cảm xúc để chia sẻ cho các anh em mà quên đi cục này. Đó. Còn các anh em không thích cái video của mình hoặc là không thích những cái gì mà mình đăng tải, các em có thể hủy đăng ký. Thật sự, mình chia sẻ một tí về cái YouTube mình đang làm. Cái công việc nào mà nó dễ dàng đâu. Cơ hội dành cho tất cả mọi người, cơ hội dành cho tất cả những ai có đam mê. Các anh em biết, tiện đây mình sẽ chia sẻ một cái công thức nữa, đó là cơ hội bằng nhu cầu cộng khả năng của thầy Lê Thẩm Dương. Vài cơ hội là gì? Cơ hội khi một ai đó có một cái nhu cầu mà bạn có thể đáp ứng được cái nhu cầu đó, thì đó là cơ hội của bạn. Ví dụ như bạn làm việc văn phòng, bạn không có thời gian đi ra ăn uống hoặc là gì đó, hoặc là không có ai giao hàng, tại vì bạn làm văn phòng thì phải ở trong văn phòng. Thì khi đó bạn đặt những cái dịch vụ Grab hay Shopee hay là một cái ứng dụng nào đó mình không biết, nhưng người ta đem đến hàng đến tận nơi cho bạn, thì đó là cơ hội của những người lái xe. Họ chỉ cần biết lái xe, họ được sự tin tưởng của cái nền tảng ứng dụng nào đó, họ làm việc. Nhưng mà khi cái nhu cầu càng nhiều mà càng có nhiều người đáp ứng thì nó sẽ sinh ra là cạnh tranh, buộc lòng bạn phải học hỏi thêm, còn không bạn sẽ không trụ lại được. Lý do tại sao không trụ lại được? Tại vì tất cả các mọi việc nó đều có thu và chi, nó liên quan tới là thu chi nữa, rất là khó. Chi phí mà tăng, doanh thu giảm thì coi như chết. Chi phí tăng, doanh thu tăng, lợi nhuận giảm cũng chết. Chi phí giảm, doanh thu tăng, lợi nhuận tăng, ok, bạn sẽ trụ được. Và tất cả cũng vậy, bằng cái đừng có nghĩ người làm kinh doanh họ mới nghĩ tới doanh thu với lại chi phí. Kể cả bạn không làm gì, bạn cũng phải nghĩ tới doanh thu và chi phí. Tại vì bạn không làm gì, bạn cũng phải ăn, đó là cái thứ cần thiết nhất. Bạn không ăn thì lấy đâu bạn sống? Bạn không ăn làm sao bạn có sức khỏe? Thì đó là chi phí. Còn khi bạn làm liên tục như vậy thì nó vẫn có chi phí. Chi phí còn nhiều hơn nữa là đằng khác. Nhưng mà nhờ cái doanh thu nó kéo lại, nhưng mà bạn làm lương tháng, bạn là dân tỉnh nữa, tiền trọ, tiền ăn, tiền uống, mà cuối tháng mới lấy lương. Suy ra lần nào lấy lương về cũng bị âm, thì lấy tiền đâu cho vợ? Mà không lấy tiền ra cho vợ thì nó càng nhằn cái này kia, đúng không? Chứ đừng có nói người làm kinh doanh mới hiểu doanh thu và chi phí. Bạn không làm gì bạn cũng phải có chi phí, mà bạn càng làm thì càng có chi phí nó càng cao. Vậy cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ là làm sao bạn có thể tiết giảm đến những cái chi phí nó không cần thiết để có được cái lợi nhuận để bạn làm những cái việc bạn cần thiết. Đó, rất là nhiều. Thì tại sao mà mình muốn tìm một cái công việc khác trong thời gian này? Tại vì thu nhập của Grab mình cũng ok, mình chỉ làm một cái việc này thôi. Nhưng mà tại vì doanh thu nó tăng, chi phí cũng tăng, là xăng xe này kia là ngày nào cũng phải đổ, không đổ làm sao chạy. Mà cuối năm lại mất thêm một cái khoản thuế gọi là lương tháng 13 phải nộp lại vào nhà nước, thì nó lại lãng phí. Trong khi đó, ví dụ như mình làm Grab 8 tiếng thôi, mình làm cái kia một cái ứng dụng công nghệ khác đi, tại vì mình thích chạy xe 4 tiếng thôi, nhưng mà ở trong Grab thì không được,
Nếu không chạy xe thì nếu bạn là tài xế của Grab thì không thể đăng ký bất kỳ một cái dịch vụ hoặc cái nền tảng nào mà có liên quan tới xe được. Bạn phải chọn một công việc khác, mà công việc nào nó cũng quy định 8 tiếng hoặc là hành chính hoặc là này kia, nhưng mà lương thì nó lại đâu có được nhiều. Đó. Với lại trong thời gian này xăng nó đang cao thì cứ để các anh em ngoài kia chạy đi, bạn nghĩ. Nhưng mà các anh em kia vẫn làm thì kệ họ, cho đến một lúc nào đó họ không trụ được nữa rồi thì công ty nó sẽ có những cái chính sách tốt hơn, thì khi đó bạn ra bạn làm nó cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu, nó cũng không có tăng lên mà giảm xuống, mà nó chỉ chuyển đổi từ cái trạng thái này qua trạng thái khác và mình vẫn còn đủ sức khỏe. Bất quá thì ba gói mì một ngày đâu có gì đâu, bình thường quen rồi. Vẫn nhớ lại cái câu thà chịu khổ vài năm còn hơn vất vả một đời. Đó, cho nên các anh em mình cũng cố gắng, cũng lựa chọn, chứ mình đừng có đi hỏi nhiều quá, cứ im lặng mà mình làm đi. Có một câu rất là hay nữa, đó là sống để bụng chết mang theo. Mình nghĩ nó là đúng. Nhờ câu đó cho nên một thời gian gần đây, dù có giận hay buồn hay là như thế nào trong cuộc sống, mình cũng dễ dàng mà chèo lái nó, mà mình không có than vãn, không có nói năng, không có kể cái gì với ai được hết. Nhưng mình vẫn vui, vẫn ổn định. Đó, hôm nay chủ nhật mình cũng chỉ chia sẻ cho các anh em bấy nhiêu thôi. Hiện tại ngoài trời đang mưa rất là to, nhưng mà mình dám đảm bảo cho các anh em lát nữa là mình cũng sẽ đủ thưởng thôi, chứ mình cũng không bộ gì. Thời gian mà chia sẻ các anh em này rất là ý nghĩa. Nãy mình đang nói tới YouTube, đúng rồi, thì các anh em biết có công việc nào đâu mà xuống, cái gì cũng phải lao động, cái gì cũng phải đầu tư, cái gì cũng phải làm. Và những cái nội dung mà mình đăng tải lên, các anh em cứ nghĩ là này nó không hợp với anh em, nhưng nó sẽ hợp với người khác. Một cái đăng ký đó, khi mình mới tạo mình cũng biết là cái sức mình tới đâu, mình cũng biết là như thế nào. Nhưng mà một cái lượt đăng ký như vậy là mình nó mất 10.000, mình phải mua sim về mình tự làm, rồi mình phải tự cài view trước khi nó đạt tới cái hiệu quả, để nó có cái lượt tương tác tốt nhất, để có một cái nội dung tốt nhất. Và bây giờ cũng có vài cái nội dung mình nghĩ là nó rất là hoàn hảo đối với bản thân mình, đây là tốt rồi. Với một lượt đăng ký các anh em được tính đi 10.000 lượt đăng ký thì mình phải mất 10 triệu để có một cái kênh, mà chưa biết cái kênh đó nó có tạo ra tiền hay không. Trong khi những cái nội dung mà mình đăng tải lên bây giờ nó cũng lâu cuốn rất là nhiều, các em đừng có nghĩ nhiều quá. Tại vì sao? Tại khi trước khi mình đăng tải lên nó đã có sự kiểm duyệt rất là nhiều thứ, nó đã qua rất là nhiều cái công đoạn rồi. Mình phải chuẩn bị video, cái đâu có làm ẩu được, làm ẩu thì người ta đâu có ủng hộ mình, làm ẩu thì đâu có ai theo dõi, đâu có ai tương tác. Nó thuộc về vừa kỹ thuật, nó vừa marketing. Thì bây giờ mình mới, đâu có ai biết cái sản phẩm của mình, đâu có ai biết cái nội dung của mình, đâu có ai thấy được cái video của mình. Cho nên mình phải bia. Ở những cái doanh nghiệp lớn, ở những cái nơi lớn hơn thì người ta có một cái đội ngũ bia, còn mình không có, mình tiết kiệm thì tự mình làm. Rồi thêm một cái đăng ký nữa, thì nếu không có BA, nội dung nó không truyền tải được như vậy thì làm sao nhiều người biết tới. Buộc lòng mình phải tự cau lay, mình phải tự cày. Đỡ chi phí, còn nếu mà anh em không thích hoặc là nó không có phù hợp với mình, cứ hủy đăng ký không sao cả. Tại vì không có người này thì có người kia. Tại vì sao? Tại vì ở Sài Gòn này 9 triệu dân, thêm 6-7 triệu dân mà họ ở tỉnh tới nữa thì nó là bao nhiêu, và mình chỉ cần vài chục ngàn thôi. Mình biết cái kênh mình, nó mình muốn thử nghiệm rằng nó có hiệu, coi như là nó tối đa là nó đạt thì tóm lại là phải đủ điều kiện để mình thử nghiệm thử nó thực tế là nó như thế nào, nó có tiền thì sau đó mình mới chia sẻ cho anh em. Mà nếu như cái trường hợp mà nó không được như mình mong muốn hoặc là nó không có hiệu quả thì mình bỏ không sao cả. Và cái mục tiêu mình hướng tới cái vài chục ngàn người đâu có nhiều đâu. Thì khi nó đủ điều kiện rồi thì mình mới có những cái ý tưởng mới hơn, mình mới làm nhiều cái sản phẩm hơn để tìm một hệ sinh thái cho riêng mình. Tại vì thầy Nguyễn Thành Long đã nói, muốn giàu là phải sở hữu danh sách. Danh sách đó là gì? Là những cái người trong cái hội nhóm, những cái người trong cộng đồng, trong kinh doanh thì đó là khách hàng. Phải có cái cộng đồng, phải có cái nhóm, đâu cần nhiều đó, đâu cần quá nhiều. Trong cái đội nhóm có người giàu họ đâu cần quá nhiều đâu, 10 người, 5 người hoặc là vài trăm người, đâu có cần nhiều đâu. Nhưng mà một người sở hữu cả tài sản cả nghìn tỷ hoặc vài tỷ, thế là ok rồi, mất mát gì đâu. Còn mình biết sức của mình, với lại là đây đâu phải chuyên môn của mình, mà mình làm được như vậy điều rất là tốt rồi. Nó là công bằng cho tất cả các anh em, mình có thể làm việc bất cứ nơi đâu mà mình không có thể nào, không có lệ thuộc người ta, cũng không có ăn lương tháng. Làm nhiều thì mình ăn nhiều, làm ít thì ăn ít, mà không làm thì không có ăn, thì cũng đâu có mất mát cái gì đâu. Còn hơn là mình chỉ nhận vài triệu bạc mà mình áp lực nó vô đầu của mình.
khi mà anh em mình vô đường cùng rồi thì mới biết quý trọng sức khỏe và muốn hết sức với những gì mà mình chưa làm được. Thì đó là cuộc sống, tại vì cái đường đi nó có rất là nhiều đường đi, tại sao mình phải đi theo người ta? Rồi cuối cùng chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ an lành cùng gia đình. Nếu các anh em thấy cái video ý nghĩa thì các anh em like đăng ký để ủng hộ mình. Mình sẽ mời các anh em cà phê nữa nha, nên comment phía bên dưới mình sẽ tới tận nơi. Rồi chào mấy anh em, ngày mai mình còn phải đi làm nữa cho nên hư thái cà phê xíu rồi cũng phải đi làm vậy nha.